phân khúc 16 củ thì Sava EX7 Pro là lựa chọn số 1 trong phân khúc tầm giá. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại kênh xe đạp thể thao An Tâm. Và ngày hôm nay bây giờ tiếp tục lên video để giới thiệu các bác một siêu phẩm xe đạp đua rất là đẹp được đến từ nhà Sava. Bản xe đó được mang tên là Sava EX7 Pro, một siêu phẩm xe đạp khung nhôm với cấu hình cực kỳ là ngon mà trong phân khúc tầm giá. Bản này thì hiện tại bây giờ đã cập nhật được 2 size và đang có đủ 3 màu cho bác lựa chọn nhé. Bản này trước đây đã ra mắt rồi nhưng sau một thời gian cháy hàng hết hàng rất là lâu thì hiện tại bên Sava xe đạp thể thao An Tâm đã cập nhật đủ size đủ màu cho mọi người lựa chọn rồi. Đây là màu đỏ ruby và tiếp theo em có màu trắng này và có cả màu xám chì, màu nào cũng rất là đẹp luôn. Và sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết cấu hình bảng này để bác nào đang quan tâm các bản xe Sava EX7 Pro này có thể tham khảo lựa chọn cho em nhé. Bản này trang bị cấu hình sẽ là một bộ khung sườn được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, không có mối hàn toàn phần. Dây đi âm toàn bộ trong khung và trong tay lái đã rất là gọn gàng rồi, được sơn là 3 lớp sơn tĩnh điện. Khung xe đã được thiết kế theo dáng khí động học, cổ lái và phần bô tăng đông thiết kế dạng liền. Đầu xe được thiết kế theo dáng đầu cá mập và được quấn một lớp dây da, các bác cầm nắm vô cùng chắc tay và êm tay luôn. Bộ đè sẽ sử dụng bộ đè lắc hai đĩa gà được tích hợp cùng phanh. Bộ đè số được đến từ Shimano 105 giờ 7000 và kết hợp với phụ đằng trước thì sẽ là phuộc carbon chính hãng của nhà Sava. Phanh trước phanh sau đều sử dụng bản phanh đĩa cơ và vành sẽ là vành nhôm 2 lớp 3,5 cm. Lốp sẽ mang thông số là 700 x 28C, một bản lốp rất là lý tưởng luôn. Bộ chuyển động bản này thì sẽ bao gồm đó là hai đĩa trước này, 12 tầng liếp thả phía đằng sau. Đồng bộ 3 món của Shimano 105 giờ 7000, bao gồm bộ đè số này, chuyển đĩa chuyển liếp được đến từ Shimano 105 giờ 7000. Chi tiết xích đĩa thì rất là sáng bóng luôn, đùm trước đùm sau sẽ chạy đùm nhôm bi bạc đạn. Và bản này thì thiết kế cọc yên được thiết kế theo dạng giọt nước, mọi người theo xe có thêm một chiếc đèn hậu rất là xịn sò, cho nên đối với bản này em sẽ không tặng đèn hậu nữa mà chỉ tặng các bác là đèn led siêu sáng, gọng bình, bình nước và một chiếc giá để xe như này hoặc là một chiếc chân trống ạ. Bản này hiện tại đang cập nhật được 2 size và đang có 3 màu, các bác có thể nhìn trên video của em đây, màu xám chì, màu trắng và màu đỏ ruby, màu nào cũng rất là đẹp. Bản Sava EX7 Pro hiện tại bên em đang đưa tới các bác với mức giá sẽ là 15.990.000, miễn phí ship giao hàng, ngoài ra được tặng kèm đầy đủ phụ kiện, có chế độ bảo hành như không. Bác nào yêu thích một trong 3 màu xe của bản xe Sava EX7 Pro nhé, hãy nhớ nhấc máy liên hệ trực tiếp cho bên em, số điện thoại em luôn luôn để góc phải màn hình, số đó của em có Zalo sẽ được kết nối trực tiếp Zalo, gửi chi tiết nhất về cấu hình này, gửi bảng màu và tư vấn cho bác một cách nhanh chóng nhiệt tình để bác có thể lựa chọn cho mình được những cái bản xe có màu sắc ưng ý nhất, những bản xe có size số nó phù hợp với chiều cao của các bác ạ. Và video của em thì cũng xin phép được kết thúc tại đây. Bác nào mà chưa đăng ký kênh, chưa theo dõi kênh, các bác hãy nhớ nhé, đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh để khi em lên like hoặc đăng tải video các bác sẽ nhận được thông báo, mọi người sẽ vào xem like và xem video của em, lựa chọn cho mình được những bản xe ưng ý nhất và những cái bản xe yêu thích nhất. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Chào tất cả các bác ạ.